Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 281 nhưng anh không làm vậy. Giờ cô đuổi tiểu tuyết đi thì dễ, nhưng sau này muốn mời cô ấy quay trở lại thì khó đấy. Sở Bắc cất giọng chậm rãi như nói một chuyện hiển nhiên. Mời cô ta quay lại ư, mày mơ đi nhớ. Còn nữa, thằng mù dở như mày thì có tư cách gì để nói chuyện với tao hả? Tao, thấy sở Bắc bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của mình, Lạc Mai đang tức điên lên rồi, đang định mắng chửi sở bắc thì lạc viễn hà đã cản lại. Thôi, đừng mất thì giờ tranh cãi với thằng hâm này làm gì. Chờ chúng ta bàn bạc hợp đồng xong rồi xử lý nó cũng không muộn. Audio điện tử võ tấn bền. Lạc mai hừ một tiếng rồi vừa lên xe vừa không quên lườm lạc tuyết. Lạc tuyết, nhớ lời tôi nói đấy. Nếu khi tôi về mà cô chưa biến đi thì tự gánh vác hậu quả. Dứt lời, chiếc xe đã khởi động rồi phóng đi chỉ còn lạc tuyết đứng đó với hàng nước mắt lăn dài. Sự tuyệt vọng khiến cô như rơi xuống vực thẳng. Cô còn cả một gia đình cần nuôi. Mà bây giờ, đến công việc cũng không có. Sau này, mọi người phải sống sao đây? Nghĩ đến đây, lạc tuyết càng thêm bất lực. Nhất thời, cô cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Tiểu tuyết, em đã nhìn rõ chưa? Sở bắc không an ủi mà hỏi ngược lại. Lạc tuyết ngẩn ra, nhìn rõ gì cơ? sở bắc đứng đối diện cô với vẻ vô cảm. Nhìn rõ bộ mặt của người nhà họ lạc. Lạc tuyết xứng người rồi trầm mặc. Đúng vậy, cô đã thấy rõ rồi. Cái gì mà gia tộc với người thân chứ, chẳng có chút tình thương nào cả. Nếu có thì chỉ là sự lạnh lùng và diếu cợt mà thôi. mươi 282, anh có thể giúp em. Cô vẫn sẽ là người có thể bị đá đi bất cứ lúc nào. Còn nếu cô tự khởi nghiệp thì sao? Với thực lực và thân phận của sở bắc, anh hoàn toàn có thể giúp cô trưởng thành và nhanh chóng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Đi, tự lập nghiệp ư. Lạc tuyết lầm bẩm rồi cười tự diếu. Sở bác ơi sở bác, sao anh có thể nói ra câu ngây thơ như thế? Mất việc rồi thì tôi còn không nuôi mọi người được, chứ đừng nói đến chuyện khởi nghiệp. Sở bác, anh nói chuyện buồn cười quá đấy. Lạc tuyết lắc đầu, không quát tháo cũng không khóc lóc. Giọng nói của cô bình tĩnh nhưng chứa đầy sự vô lực và tuyệt vọng anh có thể giúp em sở bắc nói với giọng kiên định đến thân anh còn lo chưa xong mà đòi giúp tôi ư lạc tuyết hỏi lại rõ ràng cô không tin anh sở bắc thoáng do dự nhưng thấy vẻ chán trường của cô thì vẫn quyết lên tiếng anh có thể cho em tất cả những gì em muốn tiền mối quan hệ quyền lực chỉ cần em muốn thôi hả nghe thấy thế lạc tuyết ngẩn ra thấy sở bắc không giống đang nói đùa cô cảm thấy đắn đo cô nhìn anh một lúc lâu rồi thở dài lắc đầu. Sở bắc, cảm ơn anh, anh yên tâm, tôi sẽ vực dậy được thôi. Đi thôi, tôi sẽ coi như đây là một kỳ nghỉ. Dứt lời, lạc tuyết quay người rời đi. Cô thấy sở bắc chỉ đang an ủi mình thôi. Sở bắc đứng yên tại chỗ với vẻ chua sót. Với thân phận của anh thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Sau đó, lạc tuyết sẽ trở nên giàu có và được nhiều người ngưỡng mộ ngay nhưng sở bắc không muốn làm vậy. chương 283, người của tập đoàn Lạc thị Ư. Dù chiếc Audi chạy được một lúc rồi, nhưng Lạc Mai vẫn chưa thể nguôi giận được. Thôi, con cũng bơn bớt đi. Lạc Viễn Hà đang lái xe cũng phải lường con gái mình một cái, giờ đang lúc mấu chốt, chúng ta phải lấy được tiền của tập đoàn Lý Thị đã. Chờ cứu được công ty rồi, chúng ta bám vào cậu Dương thì tha hồ mà xử lý thằng mù ấy. Nghe thấy thế, Lạc Mai mới dịu đi một chút. Còn cái con mặt dày Lạc Tuyết nữa, bao giờ về con phải cho nó một trận mới được. Nhớ tới Lý Nham vẫn đang phải nằm viện, lửa giận trong lòng Lạc Mai lại bùng cháy. "Thôi, đến nơi rồi đây này, lát nữa nhớ chú ý lời ăn tiếng nói, nếu đàm phán thất bại thì ông nội con không tha cho chúng ta đâu." Thấy tập đoàn Lý thị đã ở ngay trước mắt, Lạc Viễn Hà hít sâu một hơi rồi nhắc nhở Lạc Mai. "Bố yên tâm, mình có hợp đồng trong tay rồi thì còn sợ gì nữa?" lạc mai đắc ý cầm bản hợp đồng trong tay rồi cùng bố mình đi vào tập đoàn lý thị đứng lại đi đâu đấy hai bố con họ vừa bước chân vào thì đã bị bảo vệ chặn lại dù thấy bực mình nhưng lạc mai vẫn kiên nhẫn giải thích chúng tôi là người của tập đoàn lạc thị hôm nay đến để bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc lý người của tập đoàn lạc thị ư người bảo vệ cao mày nói cô lên chỗ kia đăng ký rồi đặt lịch hẹn với lễ tân đi nếu xếp lý rảnh thì sẽ tiếp hai người. Được, Lạc Mai cao mày rồi đáp lời. Nếu đây không phải là tập đoàn lý thị thì với thái độ đó, người bảo vệ này đã bị Lạc Mai mắng té tát rồi. Hai vị muốn gặp xếp tổng ư, nhưng chưa hẹn trước thì e là khó đấy. Cô Lễ Tân nhìn hai bố con Lạc Mai rồi cao mày. Lý Hải Đông là tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Nếu không hẹn trước thì đến chủ tịch thành phố cũng không gặp được, Lạc Mai nhíu mày, nhưng không cam tâm rời đi. chương 284 họ cũng có cái vinh hạnh đó sao? Ra là cô Lạc, xin lỗi. Xin cô chờ một lát, tôi sẽ gọi cho sếp tổng ngay. Thái độ của cô Lễ Tân quay ngoắt 180 độ. Cô ấy cầm điện thoại bàn lên rồi gọi tới văn phòng của tổng giám đốc. Mấy hôm trước, Lý Hải Đông đã đích thân dặn dò. Nếu có cô gái trẻ nào họ lạc tới thì nhất định không ai được đắc tội và phải thông báo cho ông ta biết ngay họ đã ngóng mấy ngày trời, cuối cùng thì nhân vật ấy cũng tới rồi. Lạc Mai và Lạc Viễn Hà ngơ ngác nhìn nhau. Không lẽ cô Lạc gì đó có liên quan đến lần hợp tác này ư? Ừ. Hơn nữa, cô Lễ Tân kia cũng quay xe nhanh gớm. Một lát sau, thấy cô Lễ Tân đã cúp máy, bố con Lạc Mai rẻ giặt hỏi. Sao rồi, Tổng Giám Đốc Lý nói sao? Thấy hai bố con Lạc Mai chớp chớp mắt, cô Lễ Tân lễ phép nói. Hai vị chờ một chút, xếp nói sẽ đích thân xuống đón tiếp ạ à? cái gì nghe thấy thế cả lạc viễn hà và lạc mai đều giật nảy mình lý hải đông là gia chủ của nhà họ lý gia tộc hàng đầu ở tân hải đó hơn nữa còn là người nắm quyền điều hành của tập đoàn lý thị một nhân vật tầm cỡ như vậy lại đích thân xuống đón tiếp họ ư họ cũng có cái vinh hạnh đó sao hai bố con lạc viễn hà ngơ ngác nhìn nhau thì chỉ thấy sự kinh ngạc và bàng hoàng trong mắt đối phương đương nhiên không chỉ có họ. Đến cô Lễ Tân cũng thấy rất nghi hoặc. Cô ấy có nghe nói đến nhà họ Lạc, nhưng cũng chỉ là gia tộc hạng ba thôi mà. Hai bố con nhà này có gì hay mà đích thân xếp tổng phải xuống đón tiếp chứ? Đinh! Tiếng thang máy vang lên, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả ba người kia cùng quay sang nhìn cửa thang máy đang mở ra. Lý Hải Đông mặc Âu phục bước ra ngoài. mươi 285 đúng là chuyện bé xé ra to sao cô bảo cô lạc tới người đâu nghe thấy thế mọi người đều ngẩn ra nhất là lạc viễn hà và lạc mai nụ cười trên mặt họ vụt tắt muốn giơ tay ra cũng không được mà thụt lại cũng không xong khỏi phải nói là ngượng ngùng đến mức nào nếu người đang đứng trước mặt họ không phải lý hải đông lạc mai sẽ mắng ngay một câu là mắt ông mù à rồi cô lễ tân cũng ngây ra cô ấy hết nhìn lạc mai lại nhìn lý hải đông thật sự không biết phải nói gì không phải xếp bảo phải thông báo khi cô Lạc đến sao. Giờ lại, Tổng Giám Đốc Lý, tôi ở đây. Lạc Mai thu tay lại rồi vội vàng đi đến cạnh Lý Hải Đông, sau đó rẻ rặt lên tiếng. Cô là... Lý Hải Đông ngoái lại nhìn Lạc Mai rồi lập tức cau mày. Tổng Giám Đốc Lý, tôi là cô Lạc đây ạ. À? Lạc Mai ngẩn ra rồi giải thích. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lý, đây là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Lạc Thị, cô Lạc Mai lạc viễn hà cũng nhanh chóng đi tới rồi giải thích cùng lạc mai lần này chúng tôi tới để bàn chuyện hợp đồng với tổng giám đốc lý hợp đồng suốt lời lạc viễn hà nhanh chóng nháy mắt với lạc mai lạc mai biết ý nhanh nhẹn lấy hợp đồng ra lý hải đông liếc nhìn khi thấy tên ở phần chữ ký thì lập tức nhíu mày cô lạc tuyết đâu sao cô ấy không tới lệnh của thần tướng trấn quốc là giúp cô lạc chứ không phải tập đoàn lạc thị lý hải đông hoàn toàn có thể hiểu được ý của anh nghe thấy lý hải đông hỏi về lạc tuyết lạc viễn hà và lạc mai đều có vẻ mất tự nhiên tổng giám đốc lý chuyện là thế này lạc mai mới là tổng giám đốc của tập đoàn nên những chuyện liên quan đến hợp đồng phải do cô ấy đảm nhiệm lạc viễn hà phản ứng lại nhanh hơn nên vội vàng giải thích lạc mai cũng gật đầu hùa theo đúng vậy thưa tổng giám đốc lý chính lạc tuyết đã đưa bản hợp đồng này cho tôi thế ư Lý Hải Đông cao mày, dù thấy có gì đó là lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dẫu sao, hai bố con Lạc Viễn Hà nói cũng khá có lý. Nếu ông ta từ chối, nhớ bị thần tướng Trấn Quốc trách tội thì hỏng hết. Audio điện tử võ tấn bền chương 286, hiểu lầm con khỉ, Lạc Mai nhếch miệng cười lạnh. À ta thậm chí đã nghĩ đến khoảnh khắc bản thân dẫn dắt tập đoàn Lạc Thị lên như diều gặp gió. Còn Lạc Tuyết và Sở Bắc, ngay cả sách dày cho ả à ta cũng chẳng xứng, chỉ xứng bị dẫm dưới chân mà thôi. Đang đắc ý, hai bố con chỉ cảm thấy rất thỏa mãn, ngay cả lưng cũng đứng thẳng hơn nhiều. Mà Lý Hải Đông đi trước mặt bọn họ lại nhíu chặt mày chưa hề thả lòng. Ông ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Để chắc chắn, liệu có cần gọi điện cho cậu sở xác nhận trước thử không? Ông ta lấy điện thoại ra, đang bối rối có nên gọi không thì đã nhận một tin nhắn vừa nhìn là do sở bắc gửi đến, bước chân ông ta chợt chậm lại. Đợi đã. Ồ, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đều dừng lại, có chút không hiểu. Tổng giám đốc Lý, còn có chuyện gì sao? Đối với câu hỏi của hai người họ, Lý Hải Đông hoàn toàn không quan tâm. Ông ta mở tin nhắn ra, liếc nhìn một cái, gương mặt thoáng chốc trở nên u ám. Được lắm, nhà họ lạc được lắm, đúng thật là to gan. Ngược Lý Hải Đông phập phồng, gần như giết từng câu từng chữ qua kẽ răng. Mà hai bố con Lạc Mai thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Tổng giám đốc Lý, có chuyện gì sao? Hai cho con nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt lẫn nhau. Hừ, nhà họ Lạc được lắm, dám cả gan lừa gạt tôi, lá gan cũng không nhỏ chút nào. Lý Hải Đông chậm rãi quay người lại, vẻ mặt u ám, tối đen như mực. Hai bố con giật mình trong lòng, vẻ mặt tươi cười biến mất trong chốc lát. Tổng giám đốc Lý, chúng tôi nào dám lừa ông chứ, có phải chuyện này hiểu lầm ở đâu rồi không? Hiểu lầm con khỉ." Lý Hải Đông gừ lạnh một tiếng, khiến hai người sợ đến run rẩy. "Các người không nhìn thấy chữ ký trên hợp đồng là tên của ai sao?" "Chương 287 đừng ép chúng tôi phải ra tay." Bình bịch. Vừa dứt lời, hai bố con sợ hãi đến mặt mũi trắng nhợt. Cả người mềm nhũn, suýt nữa đã ngã xuống đất lý hải đông sao ông ta lại biết được với thực lực của người này muốn hạ nhà họ lạc thật sự chỉ cần một câu nói là đủ rồi tổng giám đốc lý chuyện này chuyện này chắc chắn là hiểu lầm hiểu lầm lạc viễn hà phản ứng lại lên tiếng giải thích ngay lạc mai không cam tâm cũng vội hùa theo đúng vậy tổng giám đốc lý lạc tuyết là người nhà họ lạc cũng là người của tập đoàn lạc thị chẳng phải cũng như nhau sao sao ông Nghe thấy lời này, Lý Hải Đông không những không giận, mà còn bật cười. Cũng chỉ là nhà họ Lạc, tập đoàn Lạc Thị Còn Con, cũng muốn so với phu nhân thần tướng Trấn Quốc. Bọn họ lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Đúng là điếc không sợ súng. Hừ, đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi, tập đoàn Lý Thị của tôi chỉ biết mỗi cô Lạc Tuyết. Dù Lạc Vinh Quang đến cũng vô dụng thôi. Lý Hải Đông hừ lạnh một tiếng, khoát tay, trực tiếp ra tối hậu thư. Trong hôm nay, hoặc là mời cô lạc tuyết đích thân đến đây nói chuyện với tôi hoặc là tôi sẽ truy cứu hậu quả các người đã lừa tôi nên làm gì từ các người suy nghĩ cho cẩn thận nghe thấy vậy gương mặt hai bố con lạc viễn hà lập tức trắng nhợt vẻ mặt khó nhìn giống như nuốt phải ruồi vậy bọn họ không dễ dàng gì mới cướp lấy hợp đồng từ chỗ lạc tuyết về không dễ gì mới đuổi được lạc tuyết ra khỏi tập đoàn nhưng bây giờ lại là kết cục như vậy sao tựa như từ thiên đường thoáng chốc đã rơi xuống địa ngục. Tranh lệch lớn như vậy, khiến bọn họ gần như sụp đổ. Tổng giám đốc Lý, thật ra chúng tôi. Im miệng, chương 288, vậy thì là chuyện gì? Rơi vào đường cùng, Lạc Viễn Hà và Lạc Mai chỉ có thể hung hăng cắn răng, chán trường rời đi. Đáng chết, sao lại như vậy? Rõ ràng đã ký hợp đồng, sao ông ta có thể không nhận chứ? Còn phải đi kiện ông ta. Quay về lên xe, lạc mai ném hợp đồng lên ghế tức đến nghiến răng nghiến lợi lạc hà viễn trừng mắt nhìn ả à ta bực mình hừ một tiếng kiện tổng giám đốc lý của tập đoàn lý thị có khác gì tìm đường chết chứ được rồi bây giờ phải suy nghĩ xem nên làm thế nào đi nếu hợp đồng lại thất bại như vậy bố con chúng ta sao có thể gánh nổi vừa nghe lời này lạc mai đang nghiến răng nghiến lợi chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung làm sao đây còn có thể làm sao? bây giờ lạc tuyết đã bị đuổi khỏi công ty rồi, còn có thể mời cô quay lại hay sao? để lạc mai đi mời lạc tuyết, à ta thả rằng lựa chọn cái chết quét cho rồi. nói xong, lạc hà viễn cũng im lặng. chuyện này đúng là rắc rối. nếu sớm biết như vậy, đợi khi hợp đồng có hiệu lực, rồi đuổi lạc tuyết đi cũng không muộn. Brum brum. trong lúc tâm trí họ hỗn loạn, điện thoại đột nhiên rung lên không ngừng lạc viễn hà mất kiên nhẫn đang muốn ngắt điện thoại nhưng nhìn thấy ba chữ lạc vinh quang thì vẻ mặt lại càng khó coi hơn con nói cái gì con bị đuổi rồi trong biệt thự xa hoa tiếng giống này của chu cầm vang lên cũng có cả tiếng vang dội lại nhìn lạc tuyết ủ rũ trên sofa đối diện chu cầm há hốc miệng vẻ mặt không tin nổi con sao vậy đang tốt lành tự dưng lại bị đuổi sở bắc cậu nói xem có phải có liên quan đến cậu không Chu Cầm tức giận hai tay chống nạnh, cay độc nhìn Sở Bắc. Sở Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Lạc Tuyết bất đắc thở dài, liếc nhìn Chu Cầm. Chương 289, Sở Bắc đều là do cậu. Đây chính là ý của ông nội, cho dù mẹ gọi cũng vô dụng thôi. Cái gì? Ý của ông cụ? Chu Cầm vừa nghe thấy, cả người lập tức sướng sờ. Sau đó, trong lòng cảm thấy không cam tâm. Sao ông cụ có thể làm như vậy? tốt xấu gì con cũng là cháu gái ông ấy mà, đúng là quá thiên vị. Không, đúng là hiếp người quá đáng, ước hiếp chúng ta mẹ quá con côi mà. Chu cầm nghiến răng nghiến lợi, lại càng tức giận hơn. Liếc nhìn sở bắc, cơn giận trong lòng lại càng không có chỗ phát tiết. Sở bắc, đều là do cậu. Nếu không phải do cậu không có tiền đồ gì, chúng tôi cũng sẽ không bị ức hiếp ra như vậy rồi. Là người vô tội nằm không cũng chúng đạn, sở bắc chỉ có thể vung tay, không nói lời nào, cũng chẳng buồn chấp nhặt với Chu Cầm. Mẹ, mẹ bớt nói hai câu đi, vẫn nên nghĩ xem sau này làm thế nào đi. Lạc tuyết đành bất lực lắc đầu, giọng điệu có chút chán nản. Vừa nghe lời này, Chu Cầm lập tức ủ rũ. Đúng vậy, Lạc tuyết bị đuổi rồi, ngày tháng sau này biết phải làm sao đây. Ngày trước, thu nhập cả gia tộc đều đến từ Lạc tuyết. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp chuyện nhưng bây giờ không còn thu nhập bọn họ sống tiếp kiểu gì quay về thực tại lạc tuyết vẫn luôn nghĩ mãi về vấn đề này mặc dù bây giờ không cần phải lo về chuyện nơi ở nhưng học phí của con gái lại thêm sinh hoạt phí ngày thường toàn bộ đều là những khoản không nhỏ đừng lo biết đâu mọi chuyện lại có thể đổi hướng thì sao cũng ngay lúc này sở bắc tiến lên trước chậm rãi ngồi xuống bên cạnh lạc tuyết tiểu tuyết còn nhớ vấn đề anh hỏi không chương 290 chỉ nói một câu rồi lập tức ngắt máy. Lạc tuyết ngây người, nhìn sở bắc, không biết nên trả lời thế nào. Còn lựa chọn cái gì? Chu cầm lại quát một tiếng, hung tợn chừng mắt nhìn sở bắc. Đã bị ông cụ đuổi ra rồi, con còn muốn ông ta đến mời con quay về. Đúng là nằm mơ. Lại nói, bây giờ chúng ta sống làm sao mới là vấn đề, cậu còn muốn lập chi nhánh khác. Sở bắc, cậu không phải là tên ngốc chứ? Chu Cầm tức giận thở dốc, gương mặt chẳng khác gì tờ giấy trắng. Sở Bắc không quan tâm, chỉ lo nhìn về hướng Lạc Tuyết. Anh đang đợi một đáp án, một đáp án có thể thay đổi cả đời này của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết ngây người, muốn nói gì gì, cuối cùng lại không nói nên lời. Bầu không khí thoáng chốc cứng đờ. "Sở Bắc, thật ra..." Ze rè, Qua một lúc, cuối cùng Lạc Tuyết đã nghĩ xong trả lời thế nào nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị điện thoại rung lên cắt ngang cầm lên xem nhìn thấy là ông nội gọi đến lập tức ngây người lúc này ông nội gọi cho con làm cái gì chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy rồi sao chu cầm liếc nhìn lập tức nhíu chặt mày lạc tuyết cũng kinh ngạc không thôi không biết có nên nhận hay không muốn nhận thì cứ nhận đi nhưng từ đầu tới cuối em đều có hai lựa chọn tin anh anh sẽ không lừa em sở bắc ngẩng đầu giọng điệu bình tĩnh lại tự tin. Lạc tuyết xứng người chốc lát, cắn răng bấm nhận cuộc gọi, đồng thời cũng mở loa ngoài. Cũng giống như chu cầm, cô thật sự rất muốn. Ông nội, là cháu. Lạc tuyết chào hỏi trước, bên kia im lặng một lát rồi mới chuyển đến giọng nói lạnh nhạt của Lạc Vinh Quang. Tiểu tuyết à, buổi sáng ông nội mù mị đầu óc, nói mấy câu tức giận, cháu đừng để trong lòng. Audio điện tử võ tấn bền chương 291, tôi không đồng ý. Giọng điệu dứt khoát, nói là muốn cắt đứt quan hệ với cô, Lạc Tuyết cũng tin theo. Nhưng Lạc Tuyết không ngờ, bây giờ mới qua được nửa ngày. Ông cụ lại chủ động gọi điện đến giải thích. Đây là sao chứ? Đùa bỡn cô rất vui sao? Cũng chỉ có sở bắc, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Cú điện thoại này đều trong dữ liệu của anh. Có lương tâm, mấy người này nếu có lương tâm thì lạc tuyết đã không bị đuổi đi rồi ông nội cháu biết lạc tuyết nhỏ giọng đáp một tiếng mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận và không cam tâm nhưng hoàn cảnh mấy năm nay khiến cô không biết phải phản kháng ừ ông nội biết cháu là một lòng lo cho công ty bên kia điện thoại ông cũng như thể thở phào nhẹ nhóm tuy rằng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ bác cả và chị họ của cháu bị ông mắng một trận rồi nếu cháu đã nguôi giận thì quay về công ty đi, vẫn là vị trí giám đốc tài chính, hợp đồng với nhà họ Lý, cũng do cháu đi đàm phán. Nghe thấy lời này, Lạc Tuyết lập tức xứng người. Hợp đồng bị cướp, buổi sáng bị mắng một trận rồi lại vô duyên vô cớ bị đuổi đi. Ông cụ chỉ nói bừa vài câu mà đã muốn cô nguôi giận, rõ ràng là không thể. Nhưng một câu cuối cùng của ông cụ lại khiến Lạc Tuyết động lòng. Nếu có thể lấy lại hợp đồng, cũng không phải không thể thương lượng. Còn ngây ra đó làm gì, mau đồng ý đi chứ. Lạc Tuyết đang do dự thì Chu Cầm đã không đợi kịp nữa rồi. Không dễ gì mới có cơ hội quay lại công ty, đương nhiên phải nắm chắc mới được. Lạc Tuyết thấy vậy, thở nhẹ một hơi. Chương 292 lại là người hiểu mình nhất. Chu Cầm hung dữ nhìn Sở Bắc, ánh mắt đầy căm giận. Ngay cả Lạc Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ, sớm biết vậy đã không bật loa ngoài rồi. Tiểu Tuyết thành ý của ông đã tỏ rõ cho cháu rồi, nên làm gì, trong lòng cháu hãy tự tính toán đi. Bên kia điện thoại, lời ông cụ thoáng chốc lạnh lùng như thể đưa ra tối hậu thư vậy. Vẻ mặt lạc tuyết thay đổi, ông nội, cháu. Thành ý. Thế nhưng, sở bắc tiến trước một bước, lập tức giật lấy điện thoại. Buổi sáng, lúc bố con lạc viễn hà châm chọc tiểu tuyết, ông có nói thành ý sao? Trước đó thì cướp hợp đồng của tiểu tuyết, lại không phân tốt xấu đuổi tiểu tuyết đi, đây gọi là thành ý sao. Bây giờ tùy tiện nói một câu thì muốn để tiểu tuyết quay về. Đây là thành ý của ông. Tiểu tuyết không phải công cụ, không phải là đồ ông muốn gọi là đến, đuổi là đi. Nếu đây cũng được xem là có thành ý, thì đúng là chuyện nực cười. Sở bác nói năng rõ ràng, từng chữ như đâm vào tim. Từng lời của trách hành vi của Lạc Vinh Quang và bố con Lạc Viễn Hà. Sứt lời, không chỉ bên kia điện thoại mà cả Lạc Tuyết cũng ngây người. Đây là tiếng lòng của cô, cô vẫn luôn muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Không ngờ lại bị Sở Bắc nói ra toàn bộ. Mũi Lạc Tuyết cay cay, suýt nữa đã rơi lệ. Mấy năm nay cô cẩn trọng dè chừng, nhưng trước giờ đều không được coi trọng. Tuy là người nhà họ Lạc, nhưng lại còn không bằng thân thích khác họ. Nói đến cùng, chỉ là công cụ của nhà họ Lạc. Giống như Sở bác nói, gọi thì đến, đuổi thì đi. Tuy không cam tâm, nhưng lại không thể phản kháng. Bởi vì cô một thân một mình, không sức phản kháng. Vì vậy, cô chỉ có thể cất giấu mọi thứ trong lòng. Cho dù là với mẹ, trước giờ cũng chưa từng nhắc đến. Chương 293, vô dụng, toàn một lũ ăn hại. Dù chỉ qua giọng nói, nhưng Sở bác vẫn có thể tưởng tượng được, Lạc Vinh Quang ở đầu dây bên kia đang tức tối đến mức nào không phải tôi muốn thế nào mà là ông đấy sở bắc bình thản đáp lời nếu ông thật sự muốn tiểu tuyết quay về thì hãy làm gì đó để tỏ thành ý đi không thì miễn bàn suốt lời sở bắc không chút do so dự mà ngắt máy luôn thằng chết tiệt này đúng là tức muốn chết mà tiếng quát tháo của lạc vinh quang vang vọng trong phòng khách của nhà họ lạc thấy sở bắc dám cúp máy trước ông ta đã bùng lửa giận lúc này ông ta chỉ muốn đập vỡ chiếc điện thoại ngay lập tức bố ơi giờ phải làm sao ạ à? đúng đấy ông sở bắc và lạc tuyết thật là quá đáng đến lời ông nói mà cũng dám bỏ ngoài tai lạc viễn hà và lạc mai ở bên cạnh cũng sợ đến mức run rẩy nhưng họ vẫn cứng miệng đổ lỗi cho người khác được hừ hai bố con anh còn dám lên tiếng à? lạc vinh quang quay ngoắt lại rồi lườm hai bố con nhà kia ánh mắt hình viên đạn ấy khiến hai bố con lạc mai giật bắn mình không tại bố con anh thì chuyện đâu đến nỗi này bây giờ thì hay rồi thấy tự cầm đá đập xuống chân mình chưa vô dụng toàn một lũ ăn hại lạc vinh quang lại giận dữ gào lên như đã phát điên bây giờ ông ta mới biết hóa ra lạc mai đã cướp hợp đồng của lạc tuyết sau đó bố con ả à ta còn đề xuất với ông ta đuổi việc lạc tuyết lúc ấy ông ta cứ nghĩ không có vấn đề gì nên đã đồng ý ngay ai ngờ đâu bây giờ sự việc lại thành ra thế này chứ. Họ đuổi lạc tuyết đi thì dễ, nhưng mời cô quay lại làm việc thì e rất khó. chương 294, đúng là cái đồ sao trổi. À ta không ngờ lại có ngày mình bại dưới tay của lạc tuyết. Hừ, bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì. Lạc Vinh Quang hừ một tiếng rồi lườm bố con lạc mai. Nếu trong ngày hôm nay, hai bố con anh không gọi lạc tuyết về được, thì tất cả chúng ta sẽ xong đời hết nghe thấy thế hai bố con lạc mai trầm mặc không phải họ đã chịu khuất phục mà đây chính là sự thật bố ơi hay thôi mình đi xin lỗi con bé một tiếng ạ à. lạc viễn hà nghiến răng bất đắc dĩ đành thỏa hiệp việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng mời lạc tuyết quay lại công ty làm việc cứ giải quyết xong vụ hợp đồng rồi tính tiếp nếu không họ còn chưa giải quyết xong một dương xuyên thì lại tới lý hải đông nữa có đến người nhà họ lạc cũng không làm gì được mất hừ, cùng lắm thì con cũng sẽ đi. Lúc nói ra câu này, Lạc Mai tỏ vẻ vô cùng hầm hực. Bắt ả à ta đi xin lỗi Lạc Tuyết, cảm giác này còn khó chịu hơn chết. Thấy thế, sắc mặt của Lạc Vinh Quang mới dịu đi một chút. Theo ông ta thấy thì chỉ cần hai bố con Lạc Viễn Hà đi xin lỗi là đã nể mặt Lạc Tuyết lắm rồi. Chắc chắn Lạc Tuyết không còn cớ gì để từ chối nữa. Bố con anh biết vậy là được rồi, chỉ mong con bé Lạc Tuyết biết điều một chút. Lạc Vinh quang trừng mắt nhìn hai bố con Lạc Mai rồi lại lấy điện thoại ra. "Sở Bắc, cậu làm gì thế hả?" Tại căn biệt thự, thấy Sở Bắc ngắt máy, Chu Cầm trợn mắt rồi gào ầm lên. "Cậu có biết đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta không? Cậu chẳng những vứt cơ hội ấy đi, mà còn đắc tội với ông cụ nữa." Chương 295, "Ông ơi, cháu không để bụng đâu ạ." À? Nghe thấy những lời mắng chửi của Chu Cầm, Sở Bắc hoàn toàn không để tâm anh không giải thích, cũng không phản bác. Không phải điều gì cũng nhất thiết phải nói ra. Lạc Vinh Quang ước hiếp người khác quá đáng như vậy, sao anh dễ nuốt trôi được cục tức ấy chứ? Ngoài ra, anh còn muốn xem Lạc Tuyết sẽ có chọn lựa thế nào? Sao, tôi mới nói có mấy câu mà cậu định dở mặt rồi hả? Thấy sở bắc không nói gì, chu cầm càng điên tiết hơn. Bây giờ, cậu đã đắc tội với ông nội Lạc Tuyết rồi, con bé không thể quay về công ty được nữa, cậu tính sao đây? Hay loại vô dụng như cậu định ra ngoài kiếm tiền về nuôi cả cái nhà này." Chu Cầm tức muốn điên lên, trong lòng thấy vô cùng căm ghét Sở Bắc. Thấy thế, Sở Bắc vẫn im lặng, còn Lạc Tuyết thì không thể làm mưa tiếp được nữa. Cô vừa định lên tiếng khuyên nhủ mẹ mình mấy câu thì điện thoại đã đổ chuông. Thấy là ông nội gọi tới, Lạc Tuyết lập tức ngẩn ra, nhiều suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô. "Tiểu Tuyết, con còn ngây ra đó làm gì? Mau nghe máy đi." chưa chắc ông con đã nổi giận đâu. chu cầm mừng thầm, rục lạc tuyết nghe máy. lạc tuyết mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó lướt nhìn sở bác rồi mở loa ngoài lên. tiểu tuyết, ban nãy ông hơi quá lời, cháu đừng để bụng nhé. giọng nói của lạc vinh quang lại vang lên. dù giọng nói của ông ta đã dịu hơn, nhưng vẫn chưa hết tức giận. lạc tuyết và chu cầm đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mừng thầm rồi thở phào một hơi. ông ơi, cháu không để bụng đâu ạ. À? Lạc Tuyết lắc đầu rồi khẽ đáp lời. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 296 họ không ngờ, sự việc lại đến mức này. Lạc Tuyết nhất thời ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Còn Sở Bắc chỉ mỉm cười lắc đầu. Họ xin lỗi là đúng, cướp hợp đồng của người khác có thể ngồi tù như chơi đấy. Sở Bắc, cậu có ý gì hả? Nghe thấy giọng của Sở Bắc, Lạc Vinh Quang lập tức lạnh giọng hỏi sở bắc thản nhiên lắc đầu ý gì đâu tôi chỉ muốn nhắc ông là không chỉ có họ mới cần xin lỗi tiểu tuyết thôi đâu sở bắc anh biết sở bắc định nói gì lạc tuyết muốn ngăn cản nhưng đã muộn sở bắc cậu đang nói gì thế hả láo quá rồi đấy quả nhiên lạc vinh quang nghe thấy vậy xong là bùng nổ ngay sao cậu còn định bắt tôi xin lỗi nữa chắc cậu hỏi lạc tuyết xem con bé có dám nhận lời xin lỗi của tôi không Nghe thấy giọng nói giận dữ của Lạc Vinh Quang, Lạc Tuyết và Chu Cầm đều tái mặt. Chỉ có Sở Bác vẫn bình thản như thường rồi nở nụ cười chế nhạo. Xem ra, ông còn nhiều tính toán lắm. Bố con nhà kia chỉ cướp hợp đồng của Tiểu Tuyết thôi, còn ông mới là người đuổi việc cô ấy. Ông nghĩ mình không cần xin lỗi ư? Cậu, cậu! Lạc Vinh Quang ở đầu dây bên kia gần như tức không thở ra hơi. Thậm chí, ông ta còn nói không nên câu mà chỉ thở phì phò. Thế thế, Lạc Tuyết và Chu Cầm đều ngây ra. Họ không ngờ sự việc lại đến mức này. Nhất là Chu Cầm, ánh mắt bà ta nhìn Sở Bắc như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhưng lại không dám nói một câu. Sợ Lạc Vinh Quang phát hiện bà ta cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này thì lại tai bay vạ gió. Chương 297 Lạc Tuyết ơi là Lạc Tuyết, ngày tàn của mày tới rồi. Mặt anh không chút biểu cảm, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến anh cả. Xong rồi Xong thật rồi. Thấy Sở Bắc tiếp tục ngắt máy của Lạc Vinh Quang, mặt Chu Cầm cắt không còn một giọt máu. Trong lúc rối bời, bà ta còn quên luôn việc trách mắng Sở Bắc. Còn Lạc Tuyết thì vẫn ngẩn ra, nhưng ánh mắt cô nhìn Sở Bắc đã trở nên phức tạp. "Sở Bắc, anh làm vậy là đang ép tôi sao?" "Thằng khốn Sở Bắc, chết tiệt." Ở đầu dây bên kia, thấy mình lại bị tắt máy trước thêm lần nữa, Lạc Vinh Quang tức đến mức nghẹn họng trong cơ tức giận, ông ta đã đập vỡ nát chiếc điện thoại. Thằng sở bắc chết tiệt, đáng hận. Lạc Vinh Quang giận run người, nhưng hơn hết là sự hối hận. Năm năm trước, không phải chính ông ta đã sơ suất để sở bắc bước chân vào nhà họ Lạc hay sao? Nếu không thì bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền toái đến vậy. Ta hận nó, khụ khụ. Lạc Vinh Quang ngửa cổ lên hết to, sau đó ho khù khụ suýt tắt thở. Lạc Viễn Hà và Lạc Mai chỉ biết trơ mắt ra nhìn, chứ không dám khuyên nhủ dù chỉ một câu. Bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ Lạc Viễn Hà thấy bố mình giận dữ đến vậy. Dù ngoài mặt hai bố con Lạc Mai rất thấp thỏm, nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh. Lạc Tuyết ơi là Lạc Tuyết, ngày tàn của mày tới rồi. Sau này, đừng mơ bước chân về nhà họ Lạc được nữa. Bố, bố bất giận, cẩn thận trúng kế của thằng mù ấy. Một lúc sau, Lạc Viễn Hà mới dám tiến lên rồi rẻ giặt khuyên nhủ một câu chương 298 hiện giờ, cô thật sự không biết phải làm thế nào cả. Nhà họ Lạc sắp diệt phong rồi. Nếu không, với tính cách của Lạc Vinh Quang thì sao ông ta có thể chủ động gọi cho Lạc Tuyết những hai lần được? Đã thế, còn không được bên ấy chào đón nữa. Hừ, toàn một lũ vô dụng. Thấy con trai với cháu gái mình không nói gì, Lạc Vinh Quang hầm hừ bực tức. Ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghiến răng rồi đứng bật dậy đừng đứng mọc dễ ở đây nữa đi thôi dạ đi đâu ạ à? hai bố con lạc mai ngơ ngác nhìn nhau không biết lạc vinh quang định làm gì còn đi đâu nữa lạc vinh quang lập tức trừng mắt lườm họ với ánh mắt hình viên đạn để xem tôi đích thân đến gặp thì sở bắc và lạc tuyết còn dám cứng miệng nữa không tại căn biệt thự bầu không khí tại đây lúc này cũng không khá hơn ở nhà họ lạc là bao chu cầm tức tối đi qua đi lại chán đã dịn đầy mồ hôi miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm phải làm sao đây và những câu mắng chửi sở bắc. Sở bắc không quan tâm đến bà ta, mà chỉ nhìn về phía lạc tuyết. Lạc tuyết ngồi trên sofa với ánh mắt vô hồn, nhưng trong lòng đang rất rối bời. Hiện giờ, cô thật sự không biết phải làm thế nào cả. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai mẹ con lạc tuyết giật bắn mình. Ai thế nhỉ, giờ này rồi còn đến gõ cửa nhà người ta. Chu cầm lẩm bẩm, định ra mở cửa. chương 299, có mở cái cửa thôi mà sao lâu thế? Chu cầm nhìn sở bác với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó to tiếng mắng chửi, như chỉ muốn băm vằm anh ra hàng trăm mảnh. Dù lạc tuyết đã lường được trước chuyện này, nhưng cũng không khỏi run lên. Xong rồi, có chuyện rồi. Chắc chắn ông nội đến hỏi tội bọn họ. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô. Lạc tuyết lúm cuốn tay chân, bắt đầu thấy hoảng loạn sở bắc tiến lên đỡ rồi vỗ vai cô. Yên tâm, đừng lo, khéo họ đến xin lỗi thì sao? Xin lỗi, mày mơ đấy à? Chu cầm nghe thấy thế thì tức đến mức bật cười. Bà ta đã quá hiểu ba người kia, nếu họ mà đến xin lỗi thì mặt trời có mà mọc đằng tây. Sở bắc, tất cả đều là tai họa do mày gây ra. Lát gặp ông nội lạc tuyết, mày phải nhận hết trách nhiệm về mình, còn mẹ con tao không liên quan gì cả, nhớ chưa? Chu Cầm thật sự đang rất hoảng loạn, bây giờ bà ta chỉ muốn lạc vinh quang chút hết mọi giận dữ lên đầu Sở Bắc. Còn Sở Bắc sẽ ra sao thì bà ta không quan tâm. Lạc Tuyết căng thẳng ngoái lại nhìn Sở Bắc, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Cốc cốc, lại có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Cầm run sợ không dám ra xem. Lạc Tuyết đành bất đắc dĩ đứng dậy rồi mệt mỏi ra mở cửa. Có mở cái cửa thôi mà sao lâu thế? Hay là chuyển nhà mới rồi nên không hoan nghênh chúng tôi." Lạc Tuyết vừa mở cửa thì đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Vinh Quang. Phía sau ông ta là Lạc Viễn Hà và Lạc Mai với vẻ hậm hực. Lạc Tuyết tái mặt, chỉ biết cúi đầu rồi làm động tác mời mọi người vào nhà. "Ông, bác cả, mọi người vào đi ạ." Thấy thế, Lạc Vinh Quang hừ một tiếng rồi cất bước. Chương 300, Sở Bắc, cậu nói thế là sao hả? chật chật bảo sao mà lên giọng ghê thế ra là chuyển vào ngôi biệt thự sang trọng thế này đây lạc vinh quang đi đầu còn bố con lạc mai và lạc viễn hà đi theo sau tuy nói vậy nhưng thực chất trong lòng họ đang thấy vô cùng ngưỡng mộ bởi ngay đến chính bọn họ cũng không dám mơ tới căn biệt thự hạng sang này họ không ngờ là gia đình mà họ coi thường nhất là nhà lạc tuyết lại sống ở đây tại sao dựa vào đâu chứ bực mình Ba bố con ông cháu nhà kia thầm thấy rất dối bời, họ chỉ muốn tống cổ cả nhà Lạc Tuyết ra khỏi đây rồi độc chiếm căn biệt thự này. Ông đừng nói vậy, nhà cháu chỉ ở nhờ thôi ạ." À. Lạc Tuyết mỉm cười với vẻ lúng túng. Lạc Tuyết nói vậy là có hai mục đích, thứ nhất là chuyển chủ đề câu chuyện, thứ hai là tránh cho ba người kia nảy sinh ý đồ với căn nhà này rồi gây chuyện phiền phức. "Ra là ở nhờ, biết ngay mà." Tuy trong lòng vẫn thấy rất ghen tị, nhưng Lạc Mai vẫn tỏ thái độ như mình đã biết chuyện này từ lâu. Nhưng dẫu sao thì dù chỉ được ở trong căn biệt thự sang trọng này một thời gian cũng là một điều rất tuyệt. Nếu đã ở nhờ thì phải cẩn thận đấy, nhỡ làm hỏng thứ gì thì cả nhà cháu không đền nổi đâu. Lạc Viễn Hà bĩu môi nói với giọng u ám. Ba bọn họ đến đây rõ ràng với tư thế kiếm chuyện, Chu Cầm và Lạc Tuyết thầm thở dài, nhưng không dám làm gì. Còn Sở bác chỉ khẽ cau mày lại nếu các người đến đây chỉ để nói mấy lời này thì về được rồi đấy. Tiểu tuyết, tiễn khách. Cái gì? Nghe thấy thế, lạc tuyết xứng người. Đây nào phải thái độ tiễn khách, rõ ràng là đuổi thẳng cổ mà. Sở Bắc, cậu nói thế là sao hả? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 300.